em trải qua ba mối tình. Mối tình đầu tiên của em là do em gia nhập quân ngũ nên em chia tay. Người ta nói câu là 2 năm nghỉ vụ em lần anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. 2 năm nghỉ vụ em lần anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. Thì năm cấp 3 em có quen một bạn đó, thì cái mối tình đó giống như mối tình gà bông vậy. Thì mới vô vật vào tình yêu cho nên là cho nên là cũng đậm sâu vậy lắm. Nhưng mà sau đó thì khoảng được hơn nửa năm em bị cấm 2 cái sừng. Ha. Trời, em là một người chịu làm mà chịu chơi nữa, cho nên là có một người đàn ông ở bên em mà vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em chào chị Cát Tường và anh Hướng Minh Đạt và quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. Công việc hiện tại em là tài xế của chuyện phát nhanh ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em ở ngay ngã tư Thủ Đức đó chị. Đây em, cô gái ngồi ghế màu xanh. Hajimemashite, watashi wa Chi to moshimasu. Dozo yoroshiku negai shimasu. Rồi, Đạt đứng hình. Chết rồi. À sao em hiểu không? Bên đó có ai hiểu gì không à? Chào. Cái này sinh là cũng thuộc dạng là lắc xuống mất xe đó nè. Lắc xuống mất xe đó nè. À, xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Chi. Năm nay em 24 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em có 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật ạ. Hiện tại thì em vẫn tiếp tục đi học với lại có kinh doanh tự do tại nhà. Ước mơ của em là sẽ có một cửa hàng mỹ phẩm riêng cho mình. Chà. Rồi, thôi bây giờ Ngọc Chi sẵn giới thiệu luôn về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi Chi. Dạ, điểm mạnh của em thì khá là mạnh mẽ với lại rất là thích tự do, thích đi đây đi đó, tự lập rất là cao. Còn điểm yếu thì chắc em hơi nóng tính, kỹ tính. Rồi, cảm ơn Ngọc Chi nha. Rồi, dạ, Chi thì đang ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết quan tâm cảm xúc của bạn gái. Dạ, em thật thà với em hiền. Dạ, còn điểm yếu của em là em chậm chạp, em hay mau quên. Chậm chạp sao theo kịp cảm xúc bạn gái? Con gái thay đổi thành sập sành sọc luôn á. Dạ, cái đó chắc em chạy theo kịp. Em không thích ăn cá. Không thích ăn cá? Dạ. Không thích ăn hay không biết ăn? Dạ, em không biết ăn cá luôn. Con cá nó tanh nên em ăn được. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nghe tình trường sao Thuận? Em trải qua ba mối tình. Mối tình đầu tiên của em là do em gia nhập quân ngũ nên em chia tay. Tại em nghĩ là mình ở chổng thì không ai ở ngoài chăm sóc mà đấy. Trời ơi, cao thượng ghê, tự động chia tay. Dần dần qua thời gian chắc bạn đó cũng đi tìm người khác. À, thà chia tay trước cho nó sang ha. Người ta nói câu là 2 năm nghỉ vụ em lần anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. 2 năm nghỉ vụ em lần anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. Kỳ vậy, sao đi đi học thì được chờ, đi ví dụ thì không chờ. Đi du học, đi nước ngoài về nó có tiền. Đi du học, chứ không phải là đi đại học, đi du học. Cũng hướng ngoại quá ha, cũng có tầm nhìn xa quá ha. Dạ. Rồi. Còn mối tình thứ hai của em là em quen cũng được gần một năm. Cái quan tâm bạn, cảm xúc bạn đó nhiều quá, cái bạn đó kiểu như lờ em luôn. Mối tình thứ ba của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2 tháng, 3 tháng. Cái áp lực gia đình bạn đó quá. Áp lực sao thôi? Kiểu như là mẹ bạn đó rất là khó bắt em làm gì đủ thứ công việc của người đàn ông là bắt leo lên nhà, sửa nhà rồi phải sửa điện rồi. Trời đất ơi, mà em biết sửa điện không? Mà cũng biết sửa sao sao. Đem cái việc trời rồi lên điện giật cảm sao? Rồi sao bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Dạ không, em thấy kêu lên làm việc hay là người ta muốn thử đình... coi thử coi hàng ghế tương lai có biết làm việc không? Dạ, thử 3 tháng liên tục lận như ngày nào cũng qua kêu sửa điện hết mà sửa mấy nhà thử có nhà mà cái nhà nó cũ lắm mà ngày nào cũng sửa điện hết á hả? Hay là ngày sửa này ngày sửa kia? Ngày thử tiếp bếp sửa điện còn không là đi qua bên nhà trọ sửa tiếp và nhà của mẹ bạn đó có nhiều rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó mà mẹ bạn đó kêu
Dạ. Mẹ nó kêu sao, ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái vai bác nhất không? Con đánh bóp cho bác. Mà em thấy bạn trai mà mới quen vậy là không nên kêu. Ờ đúng rồi. Cần khi nào mà là vợ chồng á. Mà cũng vừa không. Thôi chứ đâu, hay là dạ, nhà đó mới hết tiền mướn người giúp việc. Không, nhà cũng có hai mẹ con à. Em sợ nhất tới giờ luôn. Mối tình đó, đó hả? Mối tình mà mình giống như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong, làm việc xong rồi, ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn là đủ chuyện. Dạ, em quay xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Ờ vậy là trả công đó. Vậy là cuối cùng ai đi chợ? Dạ, mẹ bạn đó đi chợ. Đi chợ không? Em nấu. Dạ em nấu. Rồi lúc em làm mấy việc đó thì mẹ của bạn đó với bạn gái của em là làm gì? Bạn gái thì đi tắm còn đang nấu ăn, còn mẹ bạn đó đang ngồi bóp vai thuốc. Quá, bé khổ trời, tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy mỗi đó. Lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh gửi chén cho em lên đánh bóp cho vai cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bạn đó bạn Thanh không có đánh bóp được gì. Bà coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Hay, chúc mừng em một mối tình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Dạ, em sợ luôn. Em sợ. Ám ảnh cùng tình yêu trời. Chứ sao? Trời. 3 tháng là em chịu không bỏ của chạy lấy người luôn. Dạ. Những lúc mà em rửa chén nấu cơm mà em có bị bật khóc không? Có bị bật khóc không? Em có bị bật khóc? Sao vậy cũng kêu tôi, bữa điện cũng kêu tôi, bữa chén cũng kêu tôi, bóp lưng cũng kêu tôi, cuối cùng tôi được cái gì? Em thấy giống em giống như người đàn ông đảm đang vậy đó. Đảm đang. Đừng có cười trên sự đau khổ của người khác ông này. Tội nghiệp thằng bé. Sao anh em cười quá vậy? Bạn nữ sao? Ghế xanh ngồi cười quá. Sao cơ, nghe chuyện tình của bạn trai thấy sao cơ? Em nghe anh kể em thấy hài hước quá. Hài hước thôi, nhưng mà chuyện có thật đó em ạ. À. Có thật đó em ạ. À. Em có mấy mối tình. Trời ơi, làm gì dưới cười dữ vậy trời. Tao cười sướng quá. Người nhà cười quá. Người nhà mấy mối tình quá cười. Thì em có 3 mối tình lớn. Thì năm cấp 3 em có quen một bạn đó thì... cái mối tình đã giống như mối tình gà bông vậy á. Thì mới vô vập vào tình yêu cho nên mới là... Mới vô vập vào tình yêu. Dạ. Vậy. Cho nên là cũng đậm sâu vậy lắm. Nhưng mà sau đó thì khoảng được hơn nửa năm em bị cắm 2 cái sừng. Hả? Trời. Bột giặt Jones 2 trong 1. Giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Trời, dữ vậy? Thì đến lúc mà em du học năm đầu tiên ở bên Nhật á thì em có quen một bạn, nhưng mà cái đó thì quen xa, mà người ta nói là xa mặt thì cách lòng. Cho nên là cũng chỉ quen được gần một năm thôi, thì tụi em có gặp nhau được vài lần. Bạn đó là người Việt Nam. À, ở Việt Nam luôn. Dạ. Cái thời gian của em ở bên đó thì khá là bận rộn á, lúc nào về thì cũng kè kè cái điện thoại để nói chuyện với bạn á, thì nó kiểu lâu dần nó thành bị phiền á. Còn có mối tình gần đây nhất, cách đây khoảng 3 năm. Tụi em chưa quen nhau mà chắc là đơn phương. Ai đơn phương ai? Dạ em đơn phương người ta. Trời. Sao nè? Đợt đó em về hè về chơi thì có gặp anh đó, thì cũng vấn vương một thời gian, nhưng mà có tìm hiểu nhau một thời gian ngắn, nhưng mà cả hai quyết định là không quen, chỉ để bạn bè thôi, để em thì ở bên đó tập trung học. Nhưng mà sau khi mà em về lại đây thì anh chuẩn bị cưới vợ rồi. Tụi em bây giờ vẫn giữ liên lạc, chỉ là bạn với nhau thôi. Thôi bây giờ mấy chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ là em muốn một cái người bạn trai như thế nào? Người lý tưởng của em là mẫu người giống như ba của em. Ba của em là một người khá là trầm tính nhưng mà rất là yêu thương gia đình. Ba lúc nào cũng lặng lặng ở đằng sau để ủng hộ con gái hết trơn. Em là một người chịu làm mà chịu chơi nữa, cho nên là có một người đàn ông ở bên em mà vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh ơi? 1m78 có mày Tường ơi. Có cái anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82. Lát em địa thử coi sao. 1m82. Dạ. Còn bên đây áo xanh cao nhiêu cưng? Em cao 1m7 ha. 1m7 thôi cưng. Ủa mà sao tự nhiên có cái chuẩn là 1m78 nè, thường ta 1m75, 1m7 hay 1m8, sao em lại lấy 1m78? Dạ tại vì em đã cao 1m62 rồi, em lại thích mang cao gót nữa. Lát nữa mình xem sao ha. Có người mà nhân vô thập toàn em ơi, được cái này mất cái kia. Rồi qua tới bên đây.
Sao cưng? Dạ, mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. À. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Với lại em thích chụp hình cho bạn gái. Mỗi lần đi biển, em thích là đi biển chụp hình cho bạn gái. Trời ơi, đi biển khoái chụp hình. Thằng bé biết lựa chụp ghê á trời. Không biết ăn cá cùng em là được. Tự nhiên không biết ăn cá cùng em. Tự nhiên gài gài trời ta vô. Tự nhiên gài vô không biết ăn cá là được rồi. Nếu đến rạp phim thì em lựa cái loại phim gì em coi? Xem phim hoạt hình với lại phim tình cảm. Tôi biết ngay phim hoạt hình. Nó chơi một chúng thiệt luôn nha. Phải rồi. Cơ phim hoạt hình ha. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của bà người thân nè. Dạ em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỗi vai mỗi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? À, nhà mình có đang dư điện dư đồ gì không chị? Dạ không. À, dạ, có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao á thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Yeah. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Yeah, thì yeah. Bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ yeah, rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Chị đó là người thân lý thôi, lý thuyết thôi, thực hành là cảm xúc nữa. Bắt đầu chạm mặt nhau nè. Bây giờ mình hãy mở cửa trái tim nè. Mở cửa trái tim. Khoe chiều cao liền, trời tặng quà xóa xả liền luôn. Liền luôn. Em thì như thế nào? Cảm nhận ngày hôm nay ra sao? Bạn nói là xinh với lại thì... Rất là xinh. À, bạn cao quá. Cao quá rồi có che chở nổi không? Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Còn em? Sau khi mở cửa ra thì em cũng hơi bất ngờ với hai bạn nam. Em chưa có hình dung ra được cho nên là cũng còn hơi bối rối. Ừ, không hết trời. Lại vương dựng Việt. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này là con vịt nó rất là dễ thương, rất là xinh. À. Em bạn nó còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn nó còn xinh hơn con vịt. Bạn nó còn xinh hơn con vịt. Bạn nó khổ gì vậy? Con vịt. Con vịt nó rất là dễ thương. Câu 1 nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan. Con vịt Lalafan. Nó là con vịt má hồng mà. Con vịt má hồng. Đó, à, rất là dễ thương. Má hồng nè. Dạ, má hồng. Còn mắt kiến, con vịt này bị cận. Con vịt này bị cận. Dạ không, mắt kiến là cute. Cute, cute. Cute, trời có trang sức chứ chú vịt. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó nha. Dễ thương hơn con Lalafan đó. Đứng lên, đứng lên. Em tiến qua bên bệnh, chị cho em nắm tay bạn gái. Rồi quay ra. Đâu, đứng lên, bạn gái cỡ dài đã đo với bạn trai coi có bạn trai che chở nổi không nè. Rồi, đưa hai tay nè. Đó, đưa hai tay. Nè, che, đưa hai tay nắm nè. Ba bạn lấy lạnh với lại mịn. Anh với em cũng lần lội lâu tới đây thì cũng mới gặp đâu thôi, nhưng mà anh hy vọng mà anh với em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em gái. Rồi mời em. Mình muốn hỏi bạn nữ màu xanh là chia tay người kia, người yêu rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc á. Đến hiện giờ là bạn vẫn còn liên lạc không hay là đã dứt hẳn luôn rồi? Thì nhưng... lâu lâu cũng có gặp chứ không phải là gặp thường xuyên. Cái mối quan hệ đó là có dứt hẳn luôn không hay là... Dứt hẳn rồi bạn. Bạn định mở một cái tiệm hay là... Hiện tại thì em đang kinh doanh online thôi. Ước mơ của em là sẽ có một cái cửa tiệm. Vậy thì mình sẽ làm shipper cho bạn. Mình sẽ đi giao hàng cho. Mình sẽ đi giao hàng cho. Nếu mà bạn có mở tiệm, mình sẽ là người đi giao hàng cho. Tuyển thợ luôn không? Cũng thả thính ha. Mình đi giao hàng cũng nâng cấp hơn là ngồi rửa chén, giặt đồ, đấm bóp chứ bộ. Phải không? Việc nó sang hơn chứ có bộ. Có lương nữa chứ. Có lương rồi nữa. Tiếp tiếp. Rồi em hỏi luôn bạn ký màu xanh là bạn có hay ghen không ạ? Dạ em không biết ghen. Em đã ghen rồi thì cắt luôn chứ không dây dưa nữa. Cắt cái gì của người ta? Nó ghen rồi cắt luôn là cắt. Dạ cái gì? Là cắt luôn mối quan hệ đó chứ không. Nó rõ chứ nhạy cảm tự lắm. Tự nhiên nghe cái hết hồn hết vía à. Em thì giống mẹ. Em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Mỗi người phụ nữ thầm lặng không nha. Em gái mình coi gì hỏi nữa không nè.
hỏi hai bạn nam là cái dự định tương lai của hai bạn thì sẽ như thế nào? Tương lai của em thì em đang để dành dụm để mua một chiếc xe đem chạy, và xong rồi em có thêm tiền em sẽ mua nhà. Rồi bao lâu nữa mới mua được xe, mua được nhà? Sự nghiệp của em hơi ổn định rồi. Làm bao nhiêu năm nữa, dự kiến là bao nhiêu năm nữa? Khoảng 4 năm nữa là đủ. 4 năm nữa, nói chung là an cư rồi mới là lập nghiệp, mới lấy vợ phải không? Dạ, xong rồi mình sẽ vững vàng rồi, còn mình sẽ lấy vợ lúc đó rồi. Mình sẽ lấy vợ. Còn em? Rồi, em yên tâm đi, anh tuy chiều cao không tới nhưng mà anh sẽ cố gắng, anh sẽ độn thêm dài để anh cao. Trời ơi trời, hay quá trời. Rồi tới em trai chia sẻ đi. Em cũng đã xác định từ lâu rồi thì em sẽ tiếp tục làm phát triển cái công việc của em làm YouTuber, và em vẫn sẽ cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân bình thường, và nhưng cơ bản em sẽ nghiêng về mảng online hơn để em dành nhiều thời gian cho người yêu hơn. Rồi thời khắc quan trọng cuối cùng rồi, trao đổi nãy giờ rồi thì bây giờ các bạn nhìn vô cái ghế của mình đi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút. Nếu như mình thích cái cô gái hoặc cái chàng trai ngồi trên cái chiếc ghế màu nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Còn nếu như mình không thích hoặc mình cảm thấy cảm xúc mình chưa đủ, mình có quyền không bấm ai hết. Nếu như cả hai bạn, hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn thì mới là một cặp. Và bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4 3 2 1 bấm. Và chúng ta dù là có một cặp đôi không thành, nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn, có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Trời ơi, tôi chưa cho kêu, tôi mất. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Lạnh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lạnh quá vậy? Người ta đến cái chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn nụ hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Dạ. Tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Tụi con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ. Dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cổ cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ lanh luôn quá. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đánh bóc cho bác. Chưa sợ, hồi nãy mới la là nó dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, mừng. Phải mừng có quá. Cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Yeah, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi, em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi. Rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Xin hát. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ. Thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có okay. Được rồi. Từ xin chúc cho hai em ha, sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau, một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha.